Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 17 tháng 5 của FPNC với những tin tức nổi bật sau. Liên quan đến xung đột ở chảo lửa Trung Đông, trong khi giao tranh khốc liệt, Israel hứng mật độ rocket cao kỷ lục. Mặt khác, đặc nhiệm Iran ủng hộ Hamas chống lại tội ác của Israel. Nói về mối quan hệ trắc trở Mỹ-Trung, cựu đô đốc Mỹ cảnh báo khả năng Mỹ-Trung giao tranh trên Biển Đông đến rất gần. Liệu căn cứ di động viện chinh Mỹ có làm Trung Quốc lo ngại? Một số tin nóng khác, lật thuyền 7 người chết ở Indonesia, mãi chụp tự sướng khiến thuyền mất cân bằng. Ấn Độ sắp hứng bão lớn giữa Covid-19. Phát hiện động trời ở Peru, y tá không tiêm vaccine Covid cho người dân mà tiêm không khí. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Trong tuần qua, các nhóm dân quân ở Gaza đã phóng khoảng 3.000 quả rocket vào lãnh thổ Israel. Đây là mức hỏa lực cao nhất mà nước này từng hứng chịu từ trước đến nay. Cụ thể, theo tướng Israel Ori Gordin, phát ngôn viên quân đội Israel, số rocket mà phong trào Hamas và các nhóm vũ trang Hồi giáo ở dải Gaza phóng vào lãnh thổ Israel từ 10 tháng 5 đến nay tương đương 428,5 quả một ngày, cao hơn mật độ hỏa lực trong đợt leo thang căng thẳng năm 2019 và trong cuộc chiến năm 2006 với nhóm dân quân Hezbollah tại Lebanon. Trước làn rocket dữ dội, quân đội Israel cho hay hệ thống phòng không vòng sắt của họ đã bắn hạ khoảng 90% số rocket rơi xuống lãnh thổ. Hôm 16 tháng 5 vừa qua cũng là ngày đẫm máu nhất kể từ khi xung đột nổ ra giữa Israel và Hamas trong tuần qua. Có ít nhất 33 người Palestine, trong đó có 8 trẻ em, thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm qua ở dải Gaza. Bộ Y tế Palestine cho hay tổng cộng 181 người đã thiệt mạng, trong đó có 52 trẻ em, trong các cuộc tấn công của Israel trong tuần qua. Cũng liên quan đến căng thẳng Israel-Palestine, vừa qua chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của vệ binh cách mạng Iran đã tuyên bố sẽ ủng hộ phong trào Hamas chống lại các tội ác của Israel ở Jerusalem và Gaza. Cụ thể, khi điện đàm với Ismail Haniyeh, người đứng đầu cơ quan chính trị của phong trào Hamas, thì chuẩn tướng Ismail Qani, tư lệnh đặc nhiệm Quds của Iran, nói rằng Iran luôn sát cánh cùng Palestine và lên án Israel vì những hành động chống lại luật pháp và công ước quốc tế. Trong cuộc trao đổi qua điện thoại khác với Ziyad al-Nakla, tổng thư ký phong trào Hamas, tướng Qani khẳng định Tehran ủng hộ quyền của người Palestine đối đầu với hành vi xâm lược và tội ác của kẻ thù theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Ông này cũng ca ngợi phong trào kháng chiến của Palestine và năng lực của nhóm dân quân Hamas trong bảo vệ người dân Palestine. Được biết, đặc nhiệm Quds là đơn vị chuyên hoạt động ở nước ngoài của vệ binh cách mạng Iran. Cựu tư lệnh lực lượng này là tướng Qasem Soleimani, người bị Mỹ hạ sát trong một cuộc không kích tại Baghdad hồi tháng 1 năm ngoái. Liên quan đến cuộc chiến không hồi kết giữa Trung Quốc và Mỹ, mới đây, trang tin Politico đã đăng bài phân tích của cựu đô đốc Hải quân Mỹ James Stavridis, từng là tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang NATO, trong đó nhận định rằng, mặc dù hiện nay không có nguy cơ xảy ra chiến tranh trên bộ ở châu Á, song khả năng xảy ra một cuộc giao tranh trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc đang tăng lên. Vậy thì có thể hình dung có những yếu tố cốt lõi nào liên quan đến cuộc chiến trên biển giữa hai cường quốc. Đầu tiên, xung đột ở Đài Loan vẫn là yếu tố mà theo hầu hết các nhà phân tích sẽ trở thành mồi lửa châm ngòi cho cuộc giao tranh Mỹ-Trung. Đáng chú ý hơn là công nghệ sẽ là yếu tố giúp cân bằng cán cân sức mạnh quân sự trên Biển Đông. Theo đó, Trung Quốc đang rất tích cực xây dựng các hệ thống chiến đấu trong thế kỷ 21. Điển hình như những nỗ lực của Trung Quốc chú trọng vào không gian mạng, các phương tiện không người lái trên không, trên mặt biển và thậm chí ở độ sâu dưới đại dương để hỗ trợ tàu ngầm. Thêm vào đó là các lực lượng đặc biệt như dân quân biển quấy rối tàu thuyền nước khác. Đáng nói là đây cũng chính là nguồn cung cấp thông tin tình báo cho Bắc Kinh. Ngoài ra còn phải kể đến chiến lược phòng thủ tên lửa để bảo vệ mạng lưới đảo nhân tạo và căn cứ ven biển, các loại tên lửa hành trình siêu thanh, tàu ngầm diesel và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tất cả đều chứng tỏ Trung Quốc đang cố gắng củng cố uy quyền, thực hiện tham vọng thống trị Biển Đông của mình. Chuyên gia James Stavridis còn cảnh báo rằng mặc dù hiện tại Mỹ có lợi thế hơn trong các trận chiến trên biển trên không, nhưng Bắc Kinh đang vươn lên mạnh mẽ và sẽ ở vị thế thực sự thách thức Mỹ trên Biển Đông vào cuối thập kỷ hoặc sớm hơn. Cũng liên quan đến mối quan hệ trắc trở Mỹ-Trung, tờ South China Morning Post vừa qua đã dẫn lời một số chuyên gia cho rằng việc Mỹ đưa vào vận hành căn cứ hải quân nổi sẽ làm leo thang căng thẳng, cuộc cạnh tranh quân sự giữa nước này và Trung Quốc. Cụ thể thì căn cứ hải quân nổi mà tờ Nhật báo Hồng Kông muốn nói đến là tàu USS Miguel Cade. Giới phân tích quân sự đưa ra nhận định trên sau khi hải quân Mỹ đưa vào hoạt động con tàu này vào ngày 8 tháng 5. Lầu Năm Góc cho biết điểm đến đầu tiên của căn cứ này sẽ là Saipan, thuộc quần đảo Northern Marianas, là một lãnh thổ của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương. Ông Timothy Health, một chuyên gia an ninh từ tổ chức nghiên cứu RAND ở Mỹ, cho biết tàu Miguel Cade sẽ cải thiện tính linh động và khả năng sống sót của các lực lượng đổ bộ và lực lượng hải quân Mỹ.
Ông nói rằng con tàu mới này cho phép Mỹ thiết lập căn cứ trên biển ở nhiều nơi trên thế giới mà không cần đến các cảng và cơ sở hạ tầng trên đất liền. Điều đó cũng có nghĩa là các lực lượng Mỹ có thể hoạt động ngoài khơi ở những địa điểm không thể đoán trước được. Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự Trung Quốc Song Dung Bin lại cho rằng tàu này chủ yếu hoạt động như tàu hỗ trợ. Theo đó, nó có thể được sử dụng như một trung tâm vận chuyển chiến đấu cơ đơn giản với chức năng bổ sung tương tự như một bến cảng. Tiến sĩ Colin Kaur, nghiên cứu viên tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore cho biết, tuy tàu Miguel Kate không thể thực hiện các cuộc tuần tra, nhưng giá trị của nó nằm ở chỗ nó là điểm tập kết cho các tàu chiến lẫn máy bay các loại. Đồng thời, ông nhận định rằng chính quyền Bắc Kinh chắc chắn xem đây là mối nguy đe dọa trực tiếp đến tham vọng thống trị Biển Đông của họ. Theo South China Morning Post, hiện Trung Quốc không có căn cứ di động viễn chinh của riêng mình, nhưng nước này đang có kế hoạch xây dựng một căn cứ tương tự. Một tai nạn đáng tiếc ở Indonesia. Hãng tin AFP vừa cho hay có 7 người thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở quá tải bị lật tại một hồ nước trên đảo Java do các du khách mãi chụp ảnh tự sướng làm thuyền mất cân bằng. Cụ thể, hôm 16 tháng 5, cảnh sát trưởng tỉnh Trung Java, ông Ahmad Lufti cho biết một vụ tai nạn lật thuyền đã xảy ra hôm 15 tháng 5 tại huyện Boyolali của tỉnh này sau khi toàn bộ 20 hành khách trên thuyền di chuyển về một hướng để chụp ảnh tự sướng. Ông Lufti cho biết chiếc thuyền gặp nạn đã chở quá tải và bị lật do mất cân bằng, song không nói rõ số hành khách tối đa được phép lên thuyền là bao nhiêu. Cảnh sát cho biết 11 người đã được cứu lên bờ an toàn, 7 người đã thiệt mạng và 2 người còn lại đang mất tích. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Đáng chú ý, ông Lufti tiết lộ rằng khi gặp nạn chiếc thuyền do một cậu bé 13 tuổi cầm lái, hiện giới chức địa phương thông báo sẽ xem xét liệu có trách nhiệm của những người quản lý chiếc thuyền hay không. Tai nạn tàu thuyền thường xuyên xảy ra ở Indonesia do các quy định an toàn giao thông đường sông, đường biển còn lỏng lẻo. Tháng trước, ít nhất 3 thi thể đã được tìm thấy trong một vụ tai nạn hai tàu đâm vào nhau. Hiện vẫn còn 13 người mất tích. Trong khi đang oằn mình chống dịch COVID-19, Ấn Độ sắp phải hứng chịu một cơn bão với sức gió lên tới 140 km/h. Cụ thể, Tauktae, cơn bão lớn đầu tiên trong mùa bão năm nay, đang di chuyển với vận tốc 11 km/h ngoài biển Ả Rập, cách Veravon, bang Gujarat của Ấn Độ, khoảng 660 km về phía nam đông nam. Theo Cục Khí tượng Ấn Độ dự đoán, bão Tauktae sẽ đổ bộ bang Gujarat vào ngày 18 tháng 5. Trước khi đổ bộ, cơn bão đã gây mưa lớn và ngập lụt tại các khu vực duyên hải, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 75 ngôi làng bị thiệt hại nặng nề tại bang Karnataka, tây nam Ấn Độ. Hôm 15 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đi thị sát công tác ứng phó bão của các bang. Cơn bão lớn có thể cản trở cuộc chiến chống COVID-19 của Ấn Độ, trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với làn sóng gia tăng, số ca nhiễm và tử vong. Bộ Y tế Peru đang điều tra một số y tá của nước này vì cáo buộc đã tiêm cho người dân những ống tiêm rỗng, không có vaccine trong chiến dịch tiêm chủng COVID-19 của quốc gia. Theo đó, cơ quan chịu trách nhiệm về sức khỏe quốc gia cho biết có 3 trường hợp đã được ghi nhận tại thủ đô Lima trong chiến dịch tiêm chủng đại trà bắt đầu vào tháng 3. Phát ngôn viên Bộ Y tế Arturo Granados cho biết 3 trường hợp này đã được xác minh đầy đủ thông tin cả về danh tính và địa điểm. Ông Granados từ chối tiết lộ danh tính các y tá liên quan. Đáng chú ý, các nhà chức trách đã không công bố động cơ cho sự cố tiêm chủng này, mặc dù Tổng thống Peru Francisco Sagasti hôm 11 tháng 5 đã tuyên bố rằng sự kiện này là một điều rất đáng lo ngại và thậm chí có thể cấu thành tội danh hình sự trong một số trường hợp. Với dân số 33 triệu người, Peru đã ghi nhận khoảng 1,8 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 64.000 ca tử vong. Chiến dịch tiêm chủng đại trà sử dụng vaccine của các hãng dược phẩm như Sinopharm, Pfizer và AstraZeneca hiện đang diễn ra chậm chạp khi chỉ khoảng 2,2% dân số đã được tiêm 2 liều vaccine. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.